quân Việt Nam sẽ tập trận bắn đạn thật tại Biển Đông vào thứ Hai tuần tới. Bộ Chỉ huy Hải quân vùng 3 loan báo cuộc tập trận sẽ diễn ra từ 6 giờ chiều tới 12 giờ đêm ngày 13 tháng 6 ở khu vực Hòn Ông, cách bờ biển tỉnh Quảng Nam 40 cây số. Thông báo cũng cảnh báo tàu bè không được đi lại trong khu vực nói trên cho đến khi cuộc tập trận kết thúc. Giới chức Hải quân vùng 3 từ chối không cho biết lý do của cuộc tập trận cũng như tổng số tàu chiến và binh sĩ tham gia. Tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết cuộc tập trận này chỉ là một cuộc thao diễn thường lệ đã được định trước, đồng thời cũng lên tiếng nói rằng luôn luôn chào đón các nỗ lực của cộng đồng thế giới nhằm giúp giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, kể cả những nỗ lực đến từ phía Mỹ. Về phản ứng của Hoa Kỳ, trong cuộc họp báo chiều hôm qua tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ là ông Mark Toner lên tiếng nói là Washington quan ngại về tình hình căng thẳng đang xảy ra ở Biển Đông. Ông Turner nói rõ là chính phủ Hoa Kỳ ủng hộ tiến trình ngoại giao, kêu gọi tất cả các bên liên quan thực hiện những tuyên bố về chủ quyền theo đúng với luật pháp quốc tế. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nói rằng Hoa Kỳ và các nước khác chia sẻ lợi ích trong việc ổn định an ninh hàng hải trong khu vực, đòi hỏi mọi quốc gia phải tôn trọng quyền tự do lưu thông, phát triển kinh tế và tôn trọng luật pháp quốc tế. Hiện giờ khu trục hạm USS Chung Hoon của Hải quân Mỹ đang trên đường đến khu vực. Nhưng ông Turner nói rằng Washington không ủng hộ bất cứ điều gì có thể tạo thêm căng thẳng. Nói rõ rằng thể hiện võ lực hay các động tác tương tự chỉ khiến tăng thêm căng thẳng mà thôi. Các diễn biến đang xảy ra ở Biển Đông khiến giới quan sát quốc tế e ngại căng thẳng không chỉ leo thang mà còn có thể đi đến chỗ nghiêm trọng hơn. Cũng cần nhắc lại là trong 2 tuần liền, tàu của Trung Quốc đã 2 lần phá hoại thiết bị của tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, trong lúc những chiếc tàu này đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Trước các hành động ngang ngược của Trung Quốc, Chủ nhật vừa rồi, giới trẻ Việt Nam đã biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn để phản đối hành động xâm lấn của Bắc Kinh. Có tin nói rằng một cuộc biểu tình tương tự cũng có thể diễn ra vào ngày mai, vẫn ở trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội và tại Tòa Tổng lãnh sự của Trung Quốc ở Sài Gòn. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát tin này để gửi đến quý khán giả những diễn biến mới nhất. Khánh An, phóng viên Đài Á Châu Tự Do.